Đây, xin chào anh em. Bữa nay mình đang bán cái cây gimbal Smooth 4 của mình. Mua về không xài luôn nha anh em. Đây, có cái tem này là cái tem của cái hàng Rin nè. Thì mình mua cái cây này là 2,2 triệu tại Tokyo Camera, là một trong những cái shop mà bán phụ kiện về cho vlog nổi tiếng ở Việt Nam. Thì bây giờ mình sẽ, lúc mình mua là nó không có cho khui hết nha anh em. Đó, còn nguyên siêu nè. Còn bên này mình chỉ khui nhẹ phần bên này ra, coi hàng xong bỏ đó, tới giờ không sử dụng luôn. Bởi vì mình đi ngoài biển á, thì mình quay ở ngoài biển thì anh em biết rồi. Quay ở ngoài biển cho nên là nó mình thấy tiếc quá, mình không có đem theo. Đó, một tay cầm máy quay, một tay khui cái hộp này được chút cái ve gì luôn đấy. Rồi đó, trong này nó đựng trong một cái hộp xốp gì nè anh em. Nói chung là tóm tắt cho anh em trước luôn nha anh em, là cây này lúc mình mua 2,2 triệu, giờ mình bán là 1,2 triệu. À, còn hiện tại là ở tại Tokyo Camera thì họ bán 1,8 triệu, 1,9 triệu á. Những cái cây của mình hình như là cũng còn bảo hành luôn. Cái này nó bảo hành bằng mã số. Anh em cứ gửi tới địa chỉ Tokyo Camera tại anh em lên Facebook á, search vô là nó ra Tokyo Camera, thì anh em bảo hành thôi. Nó không cần biết tên ai gì hết. Đây, cái hàng qua kiểm định có tem đàng hoàng nè anh em. Đó. Rồi bây giờ mình sẽ cái chống rung này thì nó kết hợp giữa một cái phần mềm, mà nó không những là nó chống rung mà nó còn kết hợp một cái phần mềm của điện thoại với là cái phần mềm ở bên phía bên trên cây chống rung này. Thì nó sẽ xài tích hợp trên cây chống rung luôn. Chúng ta không cần phải xài trên điện thoại khi chúng ta gắn cái điện thoại lên cây chống rung. Đó. Rồi bây giờ mình sẽ gắn cái điện thoại lên cây chống rung cho anh em xem nha. Đây anh em, sau khi mình gắn cái điện thoại lên cây chống rung này, nó bình thường nó như thế này. Bây giờ mình bật cây chống rung luôn, nó có nút nguồn lên ở đây. Rồi bật lên, đé đèn sáng. Rồi gạt cái này ra. Đó. Đó, nó chống rung lên anh em. Rồi bây giờ nó có đủ chức năng ban follow, theo dõi nhân vật rồi này kia, dù mình có lắc cỡ nào thì nó vẫn trạng thái đứng im nha. Rồi, hoạt động quá tốt. Anh em muốn nó ngước lên, ngước xuống, ngước lên. Ngước xuống. Ngước nhanh. Nhanh theo. Rồi. Còn anh em muốn nó ở một điểm đây á, thì anh em lock nó là nó chỉ ở một điểm đây thôi. Dù anh em có nước cỡ gì đi chăng nữa thì nó cái màn hình nó vẫn là nhìn tới phía trước, không thay đổi. Đây anh em, Jin Jun. Rồi, ok. Còn cái phần mềm điện thoại này nó không cài của Jin Jun. Bởi vì nó có chức năng hay nữa, ví dụ chúng ta muốn ngồi live stream á, thì chúng ta bật lên rồi nó đỡ và chúng ta chỉnh qua chỉnh lại, muốn chỉnh sao chỉnh. Đó. Thoải mái luôn. Bán giá 1,2 triệu bèo nhèo luôn. Này mua hầu như không xài luôn á anh em. Đây có mấy cái viện sổ, mấy cái thư gửi của nó nè, bài bản lắm. Kẹt service nè. Đó. Cái điện thoại này nó không có cài phần mềm Jin Jun, bởi vì hầu như là cái cây chống rung này mình không có xài, cho nên mình không có tải phần mềm gì à.